Thi Thiên chương 32. Nên xưng tội bài mật kinh của David. Phúc cho người nào mà tội lỗi được tha, mọi lầm lỗi được bôi xóa. Phước cho người mà Chúa không kết tội và trong lòng không có gì giả dối. Khi tôi im lặng, tôi cảm thấy yếu đuối. Tôi rên rỉ suốt ngày. Ngày và đêm tay Chúa đè nặng trên tôi. Sức lực tôi suy yếu vì sức nóng mùa hè. Sê-la. Rồi tôi xưng tội cùng Chúa, không giấu giếm tội lỗi tôi. Tôi nói, tôi sẽ xưng tội cùng Chúa, còn Ngài sẽ tha thứ cho tôi. Sê-la. Vì thế, những ai vâng lời Ngài, hãy cầu nguyện trong khi còn có cơ hội, để khi khốn khó xảy đến như nước lụt, họ sẽ không bị tổn hại gì. Ngài là nơi trú ẩn của tôi. Ngài bảo vệ tôi khỏi mọi gian nan và khiến lòng tôi đầy dẫy những bài ca cứu rỗi của Chúa. Sê-la. Chúa phán, ta sẽ khiến con khôn ngoan và sẽ chỉ cho con biết đường phải đi. Ta sẽ dắt dẫn và trông nom con. Đừng giống như lừa và ngựa vốn không hiểu biết gì. Người ta phải dùng hàm khớp và dây cương để dắt dẫn. Nếu không, chúng sẽ chẳng chịu đến gần con. Kẻ ác gặp nhiều nỗi khổ đau, nhưng tình yêu Chúa bao phủ những kẻ tin cậy Ngài. Hỡi những người nhân đức, hãy hớn hở vui mừng trong Chúa. Còn những ai có lòng ngay thẳng, hãy ca hát lên. Thiên chương 33. Ca ngợi Chúa là đấng sáng tạo và cứu rỗi. Hỡi những người làm điều ngay thẳng, hãy hát tôn vinh Chúa. Và những ai lương thiện, hãy ca ngợi Ngài. Hãy dùng đờn cầm mà ca ngợi Chúa, hát khen Ngài bằng đờn sắt 10 giây. Hãy hát một bài ca mới cho Ngài. Hãy dạo đờn thật hay và thật vui. Lời Chúa rất chân thật, mọi việc Ngài làm đều thành tín. Ngài chuộng sự công bình và ngay thẳng. Tình yêu Ngài phủ đầy cả đất. Trời đất được tạo nên do lời phán của Ngài. Do hơi thở từ miệng Ngài, các ngôi sao xuất hiện. Ngài gom nước lại thành một khối và đặt nước biển trong kho chứa. Khắp đất nên thờ phụng Ngài, muôn dân nên kính sợ Ngài. Ngài phán thì sự vật liền có, Ngài ra lệnh sự vật liền xuất hiện. Chúa làm đảo lộn mưu kế các quốc gia, phán hỏng mọi chương trình của họ. Nhưng những kế hoạch Chúa còn muôn đời, các chương trình của Ngài tồn tại mãi mãi. Phúc cho quốc gia nào chọn Thượng Đế làm Chúa mình, hay dân tộc nào được Ngài nhận làm của riêng Ngài. Từ trời cao, Chúa nhìn xuống thấy từng người. Từ ngôi Ngài, Chúa quan sát những kẻ sống trên đất. Ngài tạo dựng lòng họ nên hiểu hết những hành vi của họ. Không vua nào nhờ vào quân số đông mà được giải cứu. Không chiến sĩ nào thoát chết nhờ sức mạnh. Ngựa không mang lại chiến thắng. Sức mạnh chúng chẳng cứu được ai. Nhưng Chúa chăm sóc người kính sợ Ngài và kẻ đặt hy vọng nơi tình yêu Ngài. Chúa cứu họ thoát chết và giữ gìn sinh mạng họ trong cơn đói kém. Vì thế chúng tôi đặt hy vọng nơi Chúa. Ngài là đấng cứu giúp và là thuẫn bảo vệ chúng tôi. Chúng tôi vui mừng trong Ngài, tin cậy nơi danh thánh Ngài. Lạy Chúa, xin hãy tỏ tình yêu Ngài đối với chúng tôi, vì chúng tôi đặt hy vọng nơi Ngài. Thượng Đế là đấng phân xử và giải cứu. Bài ca của David khi ông giả vờ điên dại trước mặt Abimelech, vua xứ Gát, để bị đuổi đi.
Tôi sẽ chúc tụng Chúa luôn luôn. Lời ca ngợi Ngài lúc nào cũng ở trên môi tôi. Toàn thân tôi là bài ca tôn vinh Chúa. Những người nghèo khổ sẽ nghe và vui mừng. Hãy cùng tôi tôn vinh Thượng Đế. Chúng ta hãy chung nhau ca ngợi danh Ngài. Khi tôi kêu cứu cùng Thượng Đế thì Ngài đáp lời tôi. Ngài giải cứu tôi khỏi những điều làm tôi sợ hãi. Ai kêu xin Chúa thì vui mừng, không bao giờ bị sỉ nhục. Kẻ khốn cùng này kêu cầu thì Chúa nghe và giải cứu người khỏi mọi gian nan. Thiên sứ của Thượng Đế đóng trại quanh những người kính sợ Ngài và giải cứu họ. Hãy nếm biết Chúa tốt lành biết bao. Phúc cho ai tin cậy Ngài. Hỡi những người thuộc về Chúa, hãy kính sợ Ngài. Những ai kính sợ Chúa không hề thiếu thốn gì hết. Sư tử có lúc ốm yếu vì thiếu mồi, nhưng những ai trông cậy nơi Chúa sẽ luôn luôn nhận được điều tốt lành. Các con ơi, hãy đến nghe ta. Ta sẽ dạy các con biết cách thờ phụng Thượng Đế. Các con hãy làm điều đó thì sẽ sống phước hạnh và vui thỏa. Đừng nói xấu cũng đừng nói dối. Hãy tránh điều ác làm điều lành, tìm sự hòa bình mà theo đuổi. Chúa nhìn thấy người ngay thẳng, Ngài nghe lời cầu nguyện của họ. Nhưng Ngài nghịch lại kẻ làm điều ác. Ngài khiến thế gian không còn nhớ đến chúng nữa. Người ngay lành kêu xin cùng Chúa, Ngài liền nghe và giải cứu họ khỏi cảnh khổ. Chúa ở cạnh những người có lòng tan vỡ và nâng đỡ những người lụng bại tinh thần. Người ngay thẳng có thể gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng Chúa giúp người thoát khỏi hết. Ngài giữ gìn các xương cốt người, chẳng một cái nào bị gãy. Điều ác sẽ giết kẻ ác. Những kẻ ghét người ngay thẳng sẽ bị kết tội, nhưng Chúa giải cứu mạng sống tôi tớ Ngài. Chẳng ai tin cậy Ngài mà bị kết tội. Ly Thiên chương 35. Lời cầu xin Chúa giúp đỡ. Bài ca của David. Lạy Chúa, xin hãy chống nghịch cùng kẻ chống nghịch tôi. Hãy chiến đấu cùng kẻ chiến đấu chống tôi. Xin hãy lấy khiên và áo giáp đứng lên giúp đỡ tôi. Xin rút gươm giáo lớn và nhỏ ngăn chặn kẻ rượt đuổi tôi. Xin trấn an tôi rằng ta sẽ giải cứu ngươi. Xin khiến kẻ lăm le giết tôi bị sỉ nhục. Xin làm cho những kẻ âm mưu hại tôi quay lưng chạy trốn. Xin khiến chúng như trấu bị gió thổi bay tứ tung, giống như thiên sứ Ngài làm chúng chạy tán loạn. Nguyện lối đi chúng nó bị tối tăm và trơn trượt, giống như đang bị thiên sứ Chúa rượt đuổi. Chúng nó vô cớ giăng lưới đánh bẫy tôi, chẳng hiểu lý do gì mà chúng đào hố cho tôi sụp. Cầu cho sự tàn hại bắt lấy chúng thình lình. Nguyện chúng nó mắc vào lưới mình đã giăng, rơi vào hố mình đã đào và chết trong đó. Bấy giờ tôi sẽ vui mừng trong Chúa. Tôi sẽ hớn hở khi Ngài giải cứu tôi. Ngay đến xương cốt tôi cũng nói: Lạy Chúa, có ai giống như Ngài không? Ngài giải thoát kẻ yếu khỏi tay kẻ mạnh, cứu kẻ kém thế và nghèo khổ khỏi tay kẻ cướp bóc. Bọn làm chứng gian xuất hiện, chúng tra hỏi những điều tôi không hề biết. Chúng lấy xấu trả tốt, khiến tôi hết sức buồn nản. Còn khi chúng nó đau yếu, tôi mặc áo quần bằng vải xô và buồn rầu cử ăn. Tôi cúi đầu cầu xin nhưng không được đáp lại. Tôi đối với chúng như bạn hữu hay anh em. Tôi buồn bã gục đầu như đang than khóc mẹ tôi. Nhưng khi tôi gặp khốn khó, chúng vui cười họp lại, tụ tập để hãm hại tôi nhưng tôi chẳng biết. Chúng không ngừng sỉ nhục tôi. Chúng chế giễu tôi và độc ác đối với tôi. Chúng nghiến răng nghịch tôi. Chúa ơi, Ngài chứng kiến chuyện này cho đến bao giờ? Xin giải cứu tôi khỏi sự công kích của chúng nó. Cứu tôi khỏi tay những kẻ hung dữ như sư tử. Tôi sẽ ca ngợi Thượng Đế giữa hội lớn. Tôi sẽ tôn vinh Ngài giữa đám quần chúng đông đảo. Xin đừng để kẻ thù nghịch cười giễu tôi.
Chúng nó ghét tôi vô cớ. Xin đừng để chúng chế nhạo tôi và ghét tôi vô cớ. Chúng nó không nói lời ôn hòa, nhưng lường gạt kẻ yêu hòa bình. Chúng chống nghịch tôi bảo rằng: "A ha, ta đã thấy điều ngươi làm rồi. Lạy Chúa, Ngài đã thấy, xin đừng làm thinh. Lạy Chúa, xin đừng để tôi cô đơn. Lạy Thượng Đế và Chúa tôi, xin hãy thức dậy và đến binh vực tôi, tranh chiến hộ tôi. Lạy Chúa, xin lấy lẽ phải của Ngài mà binh vực tôi. Đừng để chúng cười nhạo tôi, đừng để chúng la lên: "A ha, ta đã đạt được ý nguyện rồi." Xin đừng để chúng reo lên: "Ta đã diệt được hắn rồi." Nguyện chúng bị sỉ nhục và xấu hổ, vì chúng hớn hở khi tôi bị thiệt hại. Nguyện cho sự sỉ nhục và xấu hổ trùm lấy chúng, vì chúng nghĩ chúng tốt hơn tôi. Nguyện cho các bạn hữu tôi hát và reo vui. Nguyện cho họ luôn luôn nói: "Đáng ca tụng sự cao cả oai nghi của Chúa, là đấng muốn tôi tớ Ngài thành công." Tôi sẽ thuật lại sự nhân từ Chúa, ca ngợi Chúa mỗi ngày. Nghi Thiên chương 36. Thượng Đế nhân từ và kẻ ác. Soạn cho nhạc trưởng do David tôi tớ Chúa sáng tác. Tội lỗi nói trong lòng kẻ ác: "Chúng không hề kính sợ Thượng Đế." Chúng tin chắc rằng tội lỗi của chúng sẽ không bị phơi bày. Lời nói chúng nó toàn là gian ác dối gạt. Chúng không còn khôn ngoan hay nhân đức nữa. Ban đêm chúng lập mưu ác. Chẳng có hành vi nào của chúng gọi là tốt lành cả. Chúng không bỏ qua chuyện làm ác. Lạy Chúa, tình yêu Ngài cao đến tận trời, sự thành tín Ngài vút đến mây xanh. Lòng nhân từ Ngài như núi cao hùng vĩ, sự công bình Ngài như vực sâu đại dương. Lạy Chúa, Ngài bảo tồn nhân loại và sinh vật. Lạy Thượng Đế, tình yêu Ngài thật cao quý vô cùng. Ngài bảo vệ con người dưới bóng cánh của Ngài. Họ ăn những món ngon trong nhà Ngài. Ngài cho họ uống nước sông khoái lạc, vì Ngài là đấng ban nguồn sống. Ánh sáng Chúa khiến chúng tôi an hưởng cuộc đời. Xin hãy cứ yêu những kẻ biết Ngài và làm ơn cho những người ngay lành. Xin đừng để kẻ tự phụ tấn công tôi hoặc kẻ ác đánh đuổi tôi. Những kẻ làm ác đã bị đánh bại, chúng bị xô ngã, không còn làm ác được nữa. Thi Thiên chương 37. Thượng Đế sẽ báo trả công bằng, bài ca của David. Đừng bất bình vì kẻ ác, chớ ganh tị với kẻ làm quấy. Vì chẳng bao lâu, chúng sẽ bị khô héo như cỏ và chết khô như cây xanh. Hãy tin cậy Chúa và làm điều lành. Hãy cư ngụ trong xứ và nuôi mình bằng sự trung tín. Hãy vui thỏa trong Chúa, vì Ngài sẽ ban cho điều ngươi ao ước. Hãy tin cậy nơi Chúa, thì Ngài sẽ chăm sóc ngươi. Ngài sẽ chứng tỏ ngươi rõ ràng vô tội. Mọi người sẽ thấy rằng ngươi công chính. Hãy chờ đợi và tin cậy Chúa. Đừng bực tức khi người này được giàu có hay người kia thành công. Đừng nổi giận hay bực mình, vì những điều đó chỉ đưa đến rắc rối. Kẻ ác sẽ bị tiêu diệt, nhưng ai tin cậy Chúa sẽ hưởng được đất. Chẳng bao lâu nữa kẻ ác sẽ không còn. Người tìm nhưng chúng đã biến mất rồi. Người khiêm nhường sẽ thừa hưởng đất đai và sống vui sướng trong sung túc. Kẻ ác lập mưu hại người lành, chúng nghiến răng giận dữ cùng họ. Nhưng Chúa sẽ cười chúng nó, vì thấy phần số chúng đã gần kề. Kẻ ác rút gươm và dương cung, định giết kẻ nghèo và những người cô thế, cùng tìm cách hãm hại những người lương thiện. Nhưng gươm chúng nó sẽ trở lại đâm vào lòng chúng nó, còn cung chúng nó sẽ bị gãy. Thà có ít của mà ngay thẳng, còn hơn có của nhiều mà cong quẹo. Sức mạnh của kẻ ác sẽ bị bẻ gãy, nhưng Chúa phù hộ người ngay thẳng.
Chúa trông nom mạng sống người vô tội và phần thưởng Ngài dành cho họ còn mãi mãi. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ không bị xấu hổ. Vào thời kỳ đói kém, họ được no đủ. Nhưng kẻ ác sẽ bị tiêu diệt. Những kẻ thù nghịch Chúa sẽ khô héo như hoa cỏ trong đồng nội. Chúng sẽ tan biến như khói. Kẻ ác mượn mà không trả, nhưng người ngay thẳng có lòng nhân từ và ban phát rộng rãi. Người được Chúa ban phúc lành sẽ hưởng được đất, nhưng những kẻ bị Ngài nguyền rủa sẽ bị tiêu diệt. Chúa trông chừng bước đi của người làm vừa lòng Thượng Đế, dù người vấp cũng không té ngã, vì Chúa nắm tay người. Trước tôi trẻ, nay tôi già, nhưng chưa hề thấy người nhân từ lâm cảnh khốn khó, hoặc con cháu người đi ăn xin. Người nhân từ cho kẻ khác vay mượn rộng rãi, còn con cháu người là nguồn phúc cho người. Hãy tránh điều ác, làm điều lành để ngươi được sống mãi. Chúa yêu công lý, Ngài không từ bỏ kẻ thờ phụng Ngài. Ngài luôn bảo vệ họ, nhưng dòng dõi kẻ ác sẽ bị tiêu diệt. Người nhân từ sẽ hưởng được đất và cư ngụ ở đó mãi mãi. Người tốt nói chuyện khôn ngoan, ngôn ngữ người chứa điều hợp lý. Lời dạy dỗ của Thượng Đế ở trong lòng người ấy, và người luôn luôn giữ lời đó. Kẻ ác rình rập và tìm cách hãm hại người lành, nhưng Thượng Đế luôn luôn bảo vệ người và không khi nào để kẻ nhân từ bị kết tội. Hãy chờ đợi Chúa giúp đỡ và bước theo Ngài. Ngài sẽ tôn trọng ngươi và cho ngươi hưởng được đất. Rồi ngươi sẽ thấy kẻ ác bị xua đuổi. Tôi đã thấy kẻ ác trông có vẻ hung bạo như cây mọc vững vàng trong đất tốt, nhưng nó chết đi và biến mất. Tôi tìm nó nhưng không thấy nữa. Hãy để ý người ngay thẳng và quan sát kẻ lương thiện. Người có lòng hiền hòa sẽ có con cháu nối dòng, nhưng tội nhân sẽ bị tiêu diệt. Chúng sẽ không có con để nối dòng. Chúa giải cứu người ngay thẳng. Ngài là sức mạnh của họ trong cơn nguy biến. Chúa giúp đỡ và giải cứu họ. Ngài cứu họ khỏi kẻ ác vì họ trông cậy Ngài.